FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và đội tuyển Bolivia. Thế là trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9. Và ở trận đấu này, Argentina sẽ tiếp đón Bolivia trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đội chủ nhà Argentina sẽ chấp đội khách Bolivia với mức kèo chấp là 2,25. Mức kèo cũng hãy hạ xuống còn 2 trái và cũng có thể tăng 2,5. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái và cũng có thể tăng 3,25 và có thể tăng nữa là 3,5. Thì trước khi đi vào nhận định, mỗi các bạn cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của Argentina và Bolivia thì Argentina thắng 4 và thua 1 trước Bolivia. 5 trận thi đấu gần nhất của Argentina thì họ thắng 4 hòa 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Bolivia thì họ hòa 1 và thua 4. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Bolivia trận này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù ở trận đấu này Bolivia bị đánh giá là cửa dưới, nhưng mà họ cũng không phải gọi đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn so với Argentina đó các bạn. Giá lại là cái mức kèo chấp quá cao. Nếu như trận đấu này mà Bolivia cầm hòa được Argentina, thậm chí là có thất bại được Argentina với cách biệt là 2 bàn đi chăng nữa, thì chúng ta chọn cửa Bolivia, chúng ta chỉ từ quầy kèo đến thắng kèo mà thôi. Và cái thứ ba nữa thì cái trong bóng đá thì vẫn chưa nói trước được nhiều điều, không phải bị đánh giá yếu hơn thì phải chẳng thất bại đâu. Và biết đâu trận đấu này Bolivia họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được Argentina sau 4 lần chạm trán liên tiếp không biết đến 1 chiến thắng thì sao. Cho nên trận đấu này mình nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội khách Bolivia, được chấp 2,25 đến 2,5 ở trận đấu này. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 3,5. Thì những lần chạm trán đó của hai đội thì Bolivia họ mặc dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng mà họ cũng thường ghi bàn vào lưới của Argentina lắm các bạn. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-1 nghiêng về cho Argentina hoặc là 3-2. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá tài trận đấu này. Và mức hiệp 1 mức kèo chấp là 1 trái và tài xỉu là 1,25. Thì hiệp 1 các bạn hãy là đá Bolivia và các bạn đá tài. Dự đoán hiệp 1 hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 1 đều. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Bolivia và chọn tài ở hiệp 1 cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở giai đoạn này. Xin chào, hẹn gặp lại. Ưu tiên đá tài.